quý vị khán thính giả, đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Kính thưa quý vị, như đã giới thiệu mấy kỳ trước, thì sau khi giáo sư Nguyễn Thái An viết cái bài Hành Trình Đi Tìm Ông Trương Vĩnh Ký, thì sau đó 13 năm sau, cô học trò lấy tên là Trinh Nữ Kiếm mới thấy rằng thầy Thái An nói đúng khi gọi ông Petrovsky là tay sai cho giặc. Và như chúng tôi đã có hứa, thì cái bài thứ hai mà giáo sư Nguyễn Thái An viết về ông Trương Vĩnh Ký có cái tựa đề là Ngắn Gọn Về Thầy Thông Ngôn Trương Vĩnh Ký. Ngày nay với phương tiện tiếp cận các dữ liệu rất là dễ dàng, thì có những tác giả như Bùi Kha đã lên tiếng xác nhận và chứng minh những trường hợp Việt gian bằng những bài viết bất khả phủ bác. Nhưng số người lợi dụng những từ ngữ như là đổi mới, hòa giải để tân trang các hình tượng này đương nhiên là không ít. Vì những lý do kể trên, dù sao cũng có người không thể im lặng được nữa. Và đây là trường hợp giáo sư sử học Nguyễn Thái An. Ông gửi ra bài viết ngắn gọn sau này: Từ ngày quan lớn về Tây, cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn. Đó là hai cái câu, là cái câu ca dao mà giáo sư Nguyễn Thái An đã lấy để dạo đầu cho cái bài viết. Ông Trương Vĩnh Ký làm thông ngôn cho người Pháp lần thứ nhất, Hòa ước 1862. Ông Trương Vĩnh Ký ở trong phái đoàn Pháp đối mặt với ông Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp của triều đình Việt Nam. Việt Nam phải mất 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. Lần thứ hai đi Pháp năm 1863, ông cầm đầu một phái đoàn 10 người, trong đó có Tôn Thọ Tường, đi Paris làm thông ngôn cho triều đình Pháp, rồi đi Madrid làm thông ngôn cho triều đình Tây Ban Nha, cùng đi trên một chuyến tàu, tàu European, với phái đoàn Việt Nam của ông Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ, và do Obare đạo diễn, do đó có chuyện phịa là ông làm thông ngôn cho ông Phan Thanh Giản. Đến Paris tháng 9, lúc đó nhà vua Pháp đang đi nghỉ hè, cả hai phái đoàn phải ngồi chơi xơi nước. Ông Trương Vĩnh Ký có hơn một tháng để giao lưu, để móc nối, để networking với giới văn học và chính trị của Paris như Victor Hugo, như Baudelaire. Baudelaire là một lý thuyết gia về cai trị thuộc địa. Ông Trương Vĩnh Ký được nhận làm hội viên thứ 18 của hội Savant du Monde, toàn cầu bác học danh gia. Do đó Trương Vĩnh Ký có danh hiệu nhà bác học thứ 18. Xin thưa, đây là một cái hội rỡm. Các bạn muốn biết thêm về cái hội này, về các hội viên khác, xin lên Internet Wikipedia thì biết. Lần thứ ba với Baudelaire ở Huế từ năm 1885 đến năm 1886. Không thấy nói có giao lưu đều đặn giữa Trương Vĩnh Ký và Baudelaire từ năm 1863 đến 1885. Nhưng khi Baudelaire với chức khâm sứ Trung Bắc Kỳ đến Huế để làm việc, thì ông ta chọn Trương Vĩnh Ký làm thông ngôn. Các bạn có biết Baudelaire và Trương Vĩnh Ký đến Huế vào dịp nào không? Xin thưa, sau khi Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi làm cuộc binh biến thất bại, họ phải bỏ kinh thành chạy ra Tân Sở ở Quảng Trị. Vua Đồng Khánh được đưa lên làm vua, người Pháp can thiệp sâu đậm hơn vào chuyện triều chính Việt Nam. Họ đòi tham dự vào cơ mật viện, tương tự như Hội đồng Nội các thời Việt Nam Cộng Hòa, như quân ủy trung ương của chính quyền Việt Nam hiện tại. Baudelaire cần Petrovsky làm thông ngôn ở đây, và Trương Vĩnh Ký được phong chức tham tá đệ tam phẩm, tương đương với chức thứ trưởng. Bạn có thấy hình Trương Vĩnh Ký mặc quần áo đại triều không, để có đầy đủ tư cách tham dự cơ mật viện? Theo thông tin phịa, thì Trương Vĩnh Ký muốn tạo một sự thông cảm giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp, để người dân Việt Nam không đi theo phong trào Cần Vương, Văn Thân và bọn ăn cướp Phan Đình Phùng. Chú thích là cái chữ giặc ở đây là đối với Pháp thì họ gọi là giặc Phan Đình Phùng, còn đối với chúng ta đó là anh hùng. Nhưng sự gắn bó giữa Trương Vĩnh Ký và Baudelaire rất ngắn. Baudelaire chết năm 1886. Người kế nhiệm không dùng Trương Vĩnh Ký. Ông Trương Vĩnh Ký phải trở về Sài Gòn. Thế rồi họa vô đơn chí.
người chủ cũ Pháp ở Sài Gòn không dùng Trương Viễn Ký nữa, họ cần những tài năng mới, những máu mới, gọi là new blood, cho hoàn cảnh mới, như là Ngô Đình Khả, cha của ông Ngô Đình Diệm, như là Nguyễn Hữu Bài, cha vợ của Ngô Đình Khôi, như là Trần Văn Thông là ông nội của bà Nhung, và Diệp Văn Cương. Và Ngô Đình Khả có đóng góp vào việc đánh dẹp giặc Phan Đình Phùng. Cái chữ giặc ở đây là đối với Pháp thì họ gọi là giặc Phan Đình Phùng. Có hai điều đáng ghi nhớ về Trương Viễn Ký từ ngày về hưu cho đến khi chết. Thứ nhất là bài thơ Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay, xô đẩy người vô giữa cuộc đời, học thức gửi tên con mọt sách, công danh rốt cuộc cái quan tài, dạo hòn lũ kiến mao trên bước, bò sói côn trùng chắc lưỡi hoài, cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Trương Viễn Ký muốn tìm một ai để phân trần công tội? Nguyễn Đình Chiểu chăng? Nguyễn Trung Trực chăng? Hay là Tổng đốc Đỗ Hữu Phương? Hay là Trần Bá Lộc chăng? Hay là Sacsayhuolpa? Cái thứ hai là Trương Viễn Ký có sống những năm cuối cùng trong cảnh nghèo khó hay không? Xin thưa là không. Bạn có bao giờ đến thăm ngôi nhà và cái nhà mồ ở Trần Bình Trọng và Trần Hưng Đạo lần nào chưa? Sau hơn 120 năm, nó vẫn còn vững chắc. Ông Trương Vĩnh Ký có người con nuôi là Trương Minh Ký, có chức đốc phủ sứ. Và người con ruột cũng có chức đốc phủ sứ. Đốc phủ sứ là giới quý tộc mới của Nam Kỳ thời thuộc địa. Và hậu duệ như Trương Vĩnh Tống, Trương Vĩnh Lễ cũng có một đời sống rất phong lưu. Xin hết. Tái bút thứ nhất, tôi đã chờ nhiều ngày tự hỏi xem coi có nên viết về ông Trương Viễn Ký như đóng góp thêm cho email của bạn Lộ Công 15. Tất cả những gì tôi viết ở trên đều được kiểm chứng từ những nguồn sử liệu vô tư. Tôi biết sẽ nhận được những lời phản bác mạnh mẽ. Xin viết những lời phản bác đó căn cứ trên những sử liệu đứng đắn. Thứ hai, tôi có cái hân hạnh là đã đến thăm sinh quán của ông Trương Viễn Ký ở Cái Mơn, và đã đến thăm nhà ở và nhà mồ của hai vợ chồng ở Chợ Quán. Và thứ ba là cuối năm 2013, tôi đi du lịch ở đảo Penang, có đến thăm tu viện công giáo College General, nơi tu học của Trương Vĩnh Ký, Ngô Đình Khả và Huỳnh Tịnh Của. Tôi không có thời giờ và tư cách để đi xin vào thư viện nghiên cứu thêm. Đính kèm đây là hình chụp trước cửa tu viện này, tu viện mà tôi đến thăm đấy. Sau khi người Pháp chiếm xong Nam Kỳ, thì dòng truyền giáo Paris hay là MEP đã đem các hoạt động truyền giáo, huấn luyện linh mục về Sài Gòn, khu Luro, Cường Để, Tôn Đức Thắng. Tôi hy vọng sẽ viết một bài về trường trung học Trương Viễn Ký trong ngày sắp tới, căn cứ trên hồi ký, ký ức của Trần Thượng Thủ, của Lưu Hữu Phước, của Lưu Khôn, vân vân. Xin hết và hẹn lại quý vị kỳ sau. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé!